Bà đứng dậy là bà tuột cái áo đó, bà tuột cái áo là lú tùm lum đó. Đó 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 nè, không có đi nha, không đứng dậy nha. Bà nội mà đứng dậy là lú tùm lum hết trơn á. Trời ơi. Bà nội lấy hộp cơm đi là con đi về liền. Không ăn. Không được, không ăn. Bữa bà nói bà không ăn đó, cuối cùng bà cũng lấy bà ăn đó, thấy không? Ăn bữa bà ăn đó. Ê, đừng vậy. Lú tùm lum. Nhớ nha, đừng đứng dậy nha. Bà nội bà đứng dậy nữa rớt tùm lum hết trơn á. Nè, bà đứng dậy là rớt tùm lum la hết trơn á. Rớt. Cô chú anh chị, hôm nay vô thăm bà nội qua đó nha. Cũng vẫn là mua hộp cơm cho bà nội đây. Vừa rồi thấy bà nội bác ăn ngon quá đó. Thì mua cho bà nữa. Thấy bà nè. Không thấy bà rồi. Bà nội, bữa nay con mua cơm cho bà nội nè. Ăn đi nội. Bữa bà nội ăn ngon quá đó. Đi. Thôi bà nội đừng có ngại, bây giờ con vẫn máng nha. Khi nào bà nội ăn bà nội lấy nha. Con máng cho nha nội. Đâu rồi? Mà giờ nè, bà nội cứ việc thò tay bà nội lấy đi. Rồi bà nội lấy đi. Trời nội ơi. Ôi da, nóng quá, nóng thiệt luôn á. Nè nội. Nội lấy giùm con đi nội. Nội. Trời ơi, ăn phải năn nỉ nữa sao? Bây giờ xe bà để ra ngoài rồi, rồi sao con máng đây? Đi. Biết bà ngại. Tại vì bà đang sexy. Bà đang sexy nên không có muốn đứng dậy. Bây giờ con máng ở đâu giờ đây? Thôi bà nội đừng có nẹt con mà. Con cầm hồi cái ngón tay con nó gãy đó. Có ngón nè. Nhận đi. Bây giờ con để đâu giờ nội? Thôi mà. Nè con hoài. Bữa bà ăn đó thấy ngon quá trời. Nè bữa nay có canh nè với cá. Bữa có khứa cá ngon quá trời luôn nè. Đi nội. Cái gì vậy trời, nẹt hoài ha. Cái gì đâu mà lớn tiếng với con hoài vậy. Con đâu có để dưới đất nữa. Giờ... Thôi mà dục cái gì cũng biết nữa. Bữa nay sao mà nội buồn với vậy? Trời đất. Sao mấy ngày nay bà nội hả là không mặc đồ? Mấy ngày nay không chịu mặc đồ vậy nội? Nực lắm hả nội? Nực nhiều không? Đem cho ai ăn nội? Không phải bà nội nói đem cho ai ăn? Thôi mà. Để cô con gán năn nỉ coi. Mà nội có ăn gì chưa? Không ăn. Từ sáng giờ nội có ăn gì chưa? Đi tới mình không á. Thì bà cũng chữ. Đi tới có đồ ăn bà cũng la. Sao mà sao lấy lòng được bà? Mà tại sao bà nội lại ghét con? Lo bà tính ra năm mấy nay. Một năm mấy nay rồi đó. Đáng mặt con à. Ít nhất cũng có một chút gì trong lòng của bà chứ đâu mà bà gặp con bà chữ không vậy? Con vô nữa. Đó tự giờ con đâu có vô đâu. Đó, mày. Con đứng ở ngoài mà. Bây giờ á. Thôi bây giờ nè. Con để rồi có gì bà nội lấy nha.
nữa. Bà xã gọi nè. Hello. À, anh đang ở chỗ bà nội nè, chút xíu đi về. Năn nỉ ăn cơm nè. Năn nỉ ăn cơm. Đâu bà em nói vài câu cho bà nội coi. Nghe không? Nghe, đang phát lo nè. Đó, Trân nói kìa. Khỏe phải đi thăm mộ con được nha. Không ăn nữa rồi. Không ăn nữa rồi. Dạ. Ăn đi. Đó, Trân nó lo cho nội nữa đó. Không ăn. Trời ơi, nẻ luôn. Ăn hiếp anh quá trời luôn em. Nước hoài. Nước hoài. Thôi. Ta đem cơm lại cho nội mà. Sao nội lại chữ. Không ăn. Câu này nghe quen quá. Ừ. Đó, Trần đó, nó thương nội lắm á. Rồi. Trần nó không. Trời ơi, làm gì nạt nhỏ dữ vậy trời. Thôi chút xíu anh về. Thôi nha. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi. Giờ á, Trần nó kêu con về ăn cơm á. Thì giờ con về nha nội ha. Nội. Con về nha. Nhưng mà con về thì bà nội lấy cơm bà nội ăn đi, con về. Nhận đi cho con vui coi. Con phọt cái nước mẹ luôn à. Sao, mà sao bà cứ tối ngày ăn hiếp con hoài vậy? Con không hiểu không nữa đó. Con đứng ở ngoài chứ con có vô nhà đâu. Con nói cho mày. Từ sáng giờ bà ăn gì chưa? Con ngon quá đi ăn, quay. Lại thăm bà. Coi coi bà còn sống hay đã chết. Sống thì mua đồ ăn. Bà đứng dậy là bà tuột cái áo đó. Bà tuột cái áo là lú tùm lum đó. Đó 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 nè, không có đi nha, không đứng dậy nha. Bà nội mà đứng dậy là lú tùm lum hết trơn á. Trời ơi. Bà nội lấy hộp cơm đi là con đi về liền. Không ăn. Không ăn. Bữa bà nói bà không ăn đó, cuối cùng bà cũng lấy bà ăn đó thấy không? Bữa bà ăn đó. Ê đừng vậy. Lú tùm lum. Nhớ nha, đừng đứng dậy nha. Bà nội bà đứng dậy nữa rớt tùm lum cho á. Nè nha, bà đứng dậy là rớt tùm lum la cho á. Rớt luôn. Mẹ ơi má. Rồi xong phân. Rồi xong phân. Trời ơi trời trời. Bà nội đừng có lên tiếng mà cái kiểu chữ thề. Nhớ đừng chữ thề nha nội. Không nói ai chân á. Còn học lắm mẹ luôn. Đừng lại cho bà. Vậy giờ con để qua bên Thùy á, có gì bà nội lấy nha. Ờ có gì bà nè, đang đợi bà Thùy. Nha. Con biết bà nội là hù con chứ không phải bà nội thương con, mà nội đâu có quýnh con đâu mà ấy. Biết là bà thương. Biết mà thương vậy đó mà bà cứ vậy hoài hà. Hù nhỏ đau tim muốn chết luôn. Vậy làm chi vậy? Bà cháu ngồi nói chuyện nhau vui muốn chết. Nè. Kìa. Con nè. Không muốn gì rồi. Cụ tắm hay vậy? Cụ được không? Nội đúng không? Em không lại đấy hay chặt cụ quá. Cái thằng lũ đạn. Tắm đi ra bên con cục. Cái tắm cái con mà mặt cái đẹp. Lắm ai đó. Tắm gì rồi con mà. Tắm đi. Tắm đi ra bên con.
Đóng ăn. Đóng đồ. Mày là ai tao thương mày. Ê bà đưa vô thử coi coi dặn. Dễ gì bên đây nè. Con chéo lại nha. Con không về rồi. Con không về. Con ăn nè. Thì con để nhà con chừng nào cụ đói cụ kêu con ha. Ha. Mày về đi tính không kỹ con ta đi tắm mà con dình dúng. Dình hồi nào bà dình. Con không có rình nha bà nội. Bà nội con không có rình. Đúng rồi ha nội ha. Bà nội còn gì nữa đâu mà rình. Ha nội ha. Giờ nó sắc đẹp hết trơn rồi. Bà mà giờ giặt trong giặt ngoài giặt trước giặt sau có rớt gì đâu. À. Thôi giữ nó đi qua rồi con hồi có gì ấy. Con gửi cho Thùy rồi đó, có gì bà nội hồi bà nội ăn nha. Con biết là để đó hồi bà nội sẽ ăn. Nhưng mà bà nội có muốn là con nói chuyện với bà nội chút xíu không? Hay là bà nội muốn con về? Về đi. Vậy là ý bà nội muốn con về phải không? Ý bà nội là muốn con về phải không? Không muốn nói chuyện với con phải không? Vậy là bà nội không có thương con phải không? Không thương ai chân. Thiệt luôn là không thương con phải không? Không thương. Mà tại sao không thương con? Tôi cho mặt má ơi tim, tim muốn rớt ra ngoài bà nội. Nhận khách rồi. Trời ơi nội ơi. Nội. Nhận khách chưa? Dạ. Thôi mà đừng có nói tục nha. Đừng nói tục nha nội. Lớn tuổi rồi nó tục kỳ lắm á. Thùy ơi. Nội tắm rồi. Hơn hồi đưa thì ơi. Ôi trời. Nói chuyện với bà mà giờ cái tay con rung rồi nè bà nội. Hả? À. Bà để cái cục đó rồi đâm ra là con rung dạ, rồi đó. Đúng rồi đó. Thôi bà nội ơi, cho con vô con nựng bà nội một cái rồi con về. Nha. Mở cửa đi con vô con nựng cái, hứa nựng cái rồi về hả? Đứng ở ngoài cửa nè mà ngắm cái dung nhan mà của người đẹp mà chịu hết nổi rồi nè. Không có nói bậy nè. Rồi đó bà đâu có nói bậy đâu, bây giờ mà nói bậy dữ vậy hả? Trời ơi trời má ơi trời ơi tim muốn rớt ra ngoài luôn bà nội. Biết bà nội thương con bà nội nhá nhá không à chứ bà nội đâu có chọi đâu. Tại vì cái cục này nó nặng nó đau lắm bà nội. Cái cục đó ha mà trúng con một cái là bà nội biết con đau không? Con nói thiệt nha cái cục đó mà trúng con một cái hả là coi như là con chết queo đó. Bà nội cũng biết cái cục đó nặng không? Mà trúng con rồi bà nội có thấy là con sẽ đau không? Đau rồi chảy máu nữa rồi không có sức khỏe đi thăm bà đó. Trời ơi. Nhiều khi bà la con á hả bà dựng dụng hơi á để mà bà khỏe nữa nè. Bà chửi con bà khỏe không bà nội? Hả? Bước ra ngoài đây nè, gió thổi mát muốn chết nè, ngồi trong nhà nóng không? Ô, cha cha. Chết bà rồi. Bà nội dùng tới thiết bản nè. Thôi không về. Thì để cho hồi thì gửi cho bà nội. Thì gửi cho bà nội ta ăn. Chứ không này là không có ép phê cho bà. Dùng tới thiết bản rồi kìa. Đó, đó, đó. Trời ơi, kiếm Việt Nam là kiếm bà thứ hai không ra.
Thôi vô chào bà ăn cái về nè. Con chào thôi đừng có đỏ nha. Thôi nội con về. Gật đầu quá đi. Vậy con về nha nội. Nha. Bà nội. Con về nha. Ừ cái đi. Ừ cái đi con về liền. Nói ừ Phong ơi con về đi. Vậy thôi bà ăn. Có trồng má ôi trời. Rồi Phong về. Đó 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 mở cửa kìa nói. Mở cửa rồi nói. Ôi trời ơi là trời. Bà lấy bà thỏ con hoài rồi sao chịu được. Con tịch thu luôn. Ừ, lấy luôn. Lấy luôn. Cái đâu thọt hoài á. Bữa nay Phong nó tịch thu được cái cây này nè. Vậy đi. Rồi. Cái này thu hoạch được một món. Còn mấy cục gạch nữa chắc cũng phải thử xử lý luôn. Thì giờ về đi. Để cho Thùy chút xíu nữa gửi cho nội ăn. Thì Phong cũng phép dừng video. Muốn giúp tất cả cô chú anh chị ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Luôn thương yêu nội. 99 tuổi rồi. Sống một mình. Không ai mà ở chung với bà hết. Có khi nhà dơ dữ lắm. Ăn uống là tự xả tại chỗ luôn. Phong cũng là cái duyên gặp được bà một cái thời gian quá dài, hơn năm rồi. Nhưng mà tới thời điểm này cũng chưa nhận được một cái sự yêu thương của bà nội. Rồi thời gian sau tiếp nữa không biết như thế nào. Thì cũng dán duy trì tới đó lo cho bà. Và cũng nhờ cái sự góp sức của cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân để lo cho nội được đầy đủ hơn. Rồi, thôi Phong xin chào. Mến chúc tất cả cô chú anh chị ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bye bye.